Phong Thủy may mắn xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị thân mến, đối với những hộ gia đình, công ty kinh doanh thì bàn thờ thần tài ông địa được coi như là quý nhân phù trợ, giúp việc làm ăn được thuận lợi và may mắn. Có những gia đình thì bày trí bàn thờ thần tài rất đẹp, nhưng cũng có những gia đình chưa tạo được sự hài hòa, cân đối trong việc bài trí. Vì vậy, việc lựa chọn kích thước bàn thờ thần tài rất là quan trọng. Không phải chỉ là cách nhìn là thẩm mỹ, mà mỗi kích thước bàn thờ thần tài còn mang một ý nghĩa phong thủy nhất định. Phong Thủy may mắn mời anh chị cùng tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số kích thước trên bàn thờ thần tài ngay sau đây. Thứ nhất là lựa chọn kích thước bàn thần tài như thế nào? Trên thực tế thì các đồ nội thất cho gia đình đều được thiết kế với những kích thước nhất định mang lại ý nghĩa phong thủy cao. Bàn thờ thần tài thì cũng vậy. Khi anh chị chọn mua bàn thờ thần tài, người bán sẽ tư vấn cho anh chị các kích thước bàn thờ phù hợp với không gian nhà và đem lại may mắn tài lộc. Nhìn chung, đa phần kích thước bàn thờ thần tài hiện nay đều được làm theo kích thước lỗ ban. Đây là loại thước chuẩn với các cung phú quý tài lộc, giúp gia chủ làm ăn phát đạt. Trên thước lỗ ban có các cung vận mệnh, kích thước bàn thờ to nhỏ dựa trên các cung trên thước lỗ ban. Vậy, lựa chọn kích thước bàn thờ như thế nào để chuẩn phong thủy, giúp tài lộc về cho gia chủ? Trên thị trường hiện nay thì có 3 loại kích thước bàn thờ thần tài được sử dụng nhiều nhất: bàn thờ cỡ 41 x 48 cm, bàn thờ cỡ 48 x 61 cm, bàn thờ cỡ 61 x 69 cm. Các số đo bàn thờ thần tài ông địa chuẩn phong thủy. Số đo bàn thờ ở đây là các số đo của các chiều ngang, sâu, cao của bàn thờ. Bàn thờ ông địa có kích thước chuẩn phong thủy là bàn thờ có số đo ngang nhân cao nhân sâu thuộc những cung và không có số đo nào thuộc cung xấu. Kích thước 48 x 48 x 68 ngang, sâu, cao. Nếu bạn đang muốn thỉnh một mẫu bàn thờ có kích thước nhỏ nhưng phải đúng với phong thủy thì 48 x 48 x 68 là kích thước tốt nhất dành cho bạn. Đây là kích cỡ bàn thờ có các số đo đều nằm trong các cung số tốt trong thước lỗ ban. Số đo 48 thuộc cung hỷ sự có nhiều chuyện vui và nằm trong khoảng vượng tốt. Số đo 68 thuộc cung Thiêm Đinh có thêm con trai và nằm trong khoảng hưng tốt. Kích thước 61 x 61 x 88 ngang sâu cao. Nếu bạn muốn mua một chiếc bàn thờ thần tài cỡ vừa có kích thước chuẩn phong thủy thì 60 x 60 x 88 là kích thước phù hợp nhất dành cho bạn. Đây cũng là mẫu có các số đo thuộc các cung tốt trong thước lỗ bàn. Số đo 61 thuộc cung Huệ Tài được của cải bất ngờ, không nằm trong dự tính, nằm trong khoảng quan tốt. Số đo 88 thuộc cung Tiến Bảo được của quý, của cải gia tăng không ngừng, nằm trong khoảng vượng tốt. Kích thước 68 x 68 x 108 ngang sâu cao. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một mẫu bàn thờ ông địa cỡ trung có số đo chuẩn phong thủy thì 68 x 68 x 98 là một số đo rất đẹp dành cho bạn. Những con số này cũng đều thuộc những cung tốt và mang lại nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. Số đo 68 thuộc cung Thiêm Đinh có thêm con trai, nằm trong khoảng hưng tốt. Số đo 108 thuộc cung Hưng Vượng làm ăn thịnh vượng, nằm trong khoảng hưng rất tốt. Kích thước 81 x 81 x 108 ngang sâu cao. Nếu quý khách có nhu cầu mua một mẫu bàn thờ có kích thước lớn để phù hợp với không gian nhà mới, sang trọng mà bạn vừa mua hay là xây xong thì kích thước 81 x 81 x 108 là một kích thước rất đẹp. Đây cũng là các số đo có cung tốt, mang nhiều ý nghĩa may mắn tài lộc. Số đo 81 thuộc cung Đăng Khoa thi cử đỗ đạt học hành đến nơi đến chốn, nằm trong khoảng đinh tốt. Số đo 108 thuộc cung Hưng Vượng làm ăn thịnh vượng, nằm trong khoảng hưng rất tốt. Trên đây là một số kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy tiêu biểu ở các mức độ bàn thờ từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra còn có khá nhiều kích thước khác cũng chuẩn phong thủy như 60 x 60 x 88, 68 x 68 x 107, 68 x 68 x 133, 81 x 81 x 148. Rất nhiều, tùy vào thiết kế của bàn thờ chúng ta có thể lựa chọn số đo phù hợp. Trong tự nhiên thì có rất nhiều loại gỗ có thể làm bàn thờ chất lượng như là gỗ gõ đỏ, lim, chắc, hoặc có thể dùng loại gỗ tầm trung như là gỗ xoan đào, sồi. Tùy thuộc vào điều kiện của gia chủ để lựa chọn loại bàn thờ thích hợp nhất. Lựa chọn loại gỗ nào để làm bàn thờ đem lại vượng tài cho gia chủ? Gỗ đỏ.
Đây là loại gỗ không chỉ có chất lượng tốt, dễ gia công, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mà nó còn là loại gỗ có màu sắc vân gỗ cực kỳ đẹp, đem lại giá trị cao trong sản xuất những đồ dùng nội thất hay là những tác phẩm điêu khắc. Hiện nay, gỗ gõ đỏ được xếp vào nhóm 1 các loại gỗ quý cùng với gỗ hương, pơ mu, mun, xến, táu, muông đen. Sở dĩ gỗ gõ đỏ được ưa chuộng để làm bàn thờ thần tài vì chất liệu gỗ cực phẩm, bên cạnh đó màu sắc vân gỗ được xem là giống màu của Phật Pháp. Gỗ thông được ứng dụng mạnh mẽ trong thi công đồ gỗ, gỗ thông nguyên liệu có những ưu điểm vượt trội không thể phủ nhận như là hệ vân gỗ tự nhiên, đẹp mắt, có giá trị thẩm mỹ cao. Tâm gỗ có khả năng kháng sâu tự nhiên nên độ bền và tuổi thọ có thể lên đến 20 năm. Giá thành thì rẻ, nguồn nguyên liệu sẵn có nên tiết kiệm được chi phí trung gian. Chính những đặc tính vượt trội trên nên gỗ thông được sử dụng khá nhiều để làm bàn thờ thần tài. Gỗ pơ mu. Trong nội thất, gỗ pơ mu thường được dùng để tạc tượng, điêu khắc tranh, được cho là rất đẹp vì vân gỗ sáng. Nên pơ mu đồng màu vàng và mịn màng, chất gỗ cũng được cho là không cứng lắm cho nên rất thích hợp đục các loại tượng như Di Lạc, Quan Công, Bộ Tam Đa. Ngoài ra thì nhờ mùi hương của chúng nên việc trưng các bức điêu khắc làm bàn thờ thần tài từ loại gỗ này rất được ưa chuộng. Gỗ xoan. Gỗ xoan đào có màu cánh rán đặc trưng, đường vân thì rõ nét, bề mặt gỗ mịn, rất phù hợp với những không gian nội thất ngày nay. Thuộc loại gỗ nhẹ nhưng sau quá trình tẩm sấy kỹ càng, gỗ có độ cứng rất tốt, khả năng chịu nhiệt, chống nước, chống ẩm mốc tốt. Ngoài ra thì gỗ còn có khả năng chống lại sự xâm hại của mối mọt. Gỗ xoan đào có hương thơm tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái trong quá trình sử dụng. Gỗ xoan đào có giá thành hợp lý, do vậy những sản phẩm nội thất được làm từ gỗ xoan có giá phù hợp với túi tiền của phần lớn người dân Việt Nam. Gỗ chắc. Với đặc tính bền, cứng, trong các điều kiện mưa nắng thất thường đều không làm gỗ bị cong vênh mối mọt, sản phẩm làm từ gỗ chắc cho tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Gỗ chắc. Với thớ gỗ mịn, vân to và chìm, nhìn trực diện như là đám mây, gỗ có mùi chua nhưng không hăng, khi đốt lên có mùi thơm dịu, đây là loại gỗ có giá trị cao về kinh tế. Gỗ chắc cũng thuộc nhóm 1 các loại gỗ quý. Trong chắc cũng chia ra làm rất nhiều loại: chắc đen, chắc đỏ, chắc dây, chắc nam phi. Gỗ hương. Chất liệu gỗ hương được sử dụng để làm những đồ vật lớn có giá trị và giá thành gỗ cao. Tuy nhiên thì một vài sản phẩm bàn thờ âm địa thần tài vẫn được làm bằng gỗ hương trên thị trường. Người dùng thì cần phải phân biệt được vì có nhiều loại gỗ hương, trong đó có những loại gỗ hương phân khúc ở tầm thấp nhưng cũng được xếp vào dạng gỗ hương. Ở thị trường Việt Nam thì gỗ hương ta, hương Đắk Lắk là loại gỗ có giá trị và nguồn gỗ của loại này gần như là đã hết hoặc không sử dụng cho việc làm bàn thờ âm địa thần tài. Hai loại gỗ hương khác phổ biến ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là sử dụng trong việc đóng những bộ bàn ghế phòng khách, đó là gỗ hương vân và hương đá. Gỗ căm xe, một chất liệu gỗ rắn chắc phân khúc ở tầm trung có giá phù hợp, thường được sử dụng kết hợp trong việc làm những sản phẩm bàn thờ âm địa thần tài. Ưu điểm của gỗ căm xe là rắn chắc, giá thành tốt, nhược điểm thường bị nứt chân chim. Đó là lý do vì sao bạn thường thấy trên thị trường cũng luôn kết hợp giữa gỗ đỏ và căm xe để tạo nên những phân khúc tầm trung, giá thành giảm xuống tốt hơn nhiều so với chỉ sử dụng gỗ đỏ. Cột căm xe mặt gỗ đỏ thường được kết hợp chuẩn nhất vì mặt gỗ đỏ sẽ tạo độ đẹp rộng và không có tình trạng nứt nẻ của gỗ. Quý vị thân mến, thần tài là vị thần trông coi tiền tài vàng bạc mang đặc trưng của công việc buôn bán kinh tế. Ông địa là vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản vùng trời đất đai, phù hộ cho con người và gia súc trong xóm làng mùa màng bội thu. Ông địa mang đặc trưng của kinh tế và nhà nông. Vì vậy, vị trí đặt bàn thờ thần tài trong nhà như thế nào cho chuẩn thì ít người biết đến. Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí đặt bàn thờ thần tài trong nhà cần phải đúng hướng và vị trí thì mới tạo nên phong thủy tốt, giúp cho tài lộc trong gia đình bạn dồi dào. Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài ngay sau đây. Chọn hướng đặt bàn thờ thần tài. Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài ông địa là phải vị trí quan sát được hết sự ra vào của khách. Có hai hướng nên chú ý để chọn khi đặt bàn thờ. Một là theo hướng tốt của chủ nhà, hai là theo hướng đón khí lộc bên ngoài khi vào nhà.
Vì vậy, khi đặt bàn thờ thần tài, nên chọn lấy các cung thiên lộc quý nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc cho cửa hàng kinh doanh. Thiên lộc là phương lâm quan của tuế can, nhà có cửa chính nằm trong cung thiên lộc rất tốt may mắn. Bàn thờ thần tài nếu chọn cung thiên lộc sẽ mang lại những may mắn về tiền bạc, gia sản, thăng tiến, nhà cửa vượng. Không những thế, đặt bàn thờ thần tài nằm trong cung này sẽ khiến cho gia chủ cơ địa tốt tươi, thông minh, tuấn tú, lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Vì vậy, hướng thiên lộc là được coi là hướng tốt nhất để đặt bàn thờ thần tài. Trước khi chọn hướng an vị bàn thờ thần tài thì bạn cũng nên quan tâm tránh các hướng có sự ảnh hưởng, có sao không vong tử tuyệt. Nếu gặp không vong tử tuyệt thì khí tán, tài không tụ, có lộc cũng như không. Nhiều người cho rằng hướng thiên lộc phạm các sao không vong tử tuyệt, gọi là hướng tuyệt lộc, dù tài sản có như nước rồi cũng tiêu tan hết. Cung quý nhân. Quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu các thần, hết sức linh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể chấn được phi phù. Nhà có chính môn gia quý là đại cát khánh, gia đạo bình an, hòa thuận, hỉ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ, là thần giải tai ách, nên nhà gia quý nhân là gặp việc, có người giúp đỡ, gặp tai ách có người giải cứu, gặp hung hóa cát. Sự nghiệp hiển vinh, công danh thì thành đạt, dễ thăng quan tiến chức, học hành thi cử nhất nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp sinh vượng, thường sinh người hiếu lễ, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹ, lý lẽ phân minh, thẳng thắn mà ôn hòa, khôi ngô tuấn tú. Lưu ý khi đặt bàn thờ, phải sử dụng la bàn để xác định rõ hai cung này, tùy theo tuổi của chủ nhà. Trước bàn bàn thờ, phải quang đãng sạch sẽ. Nếu có thờ thần cóc, thiềm thử tốt nhất là nên đặt chéo với cửa ra vào, tránh đặt đối diện cửa. Cách bài trí bàn thờ cúng thần tài. Trong cùng bàn thờ, dán trên vách là một tấm bài vị, sau lưng bàn thờ thần tài cần phải là vách tường chắc chắn, không được chỗ cửa sổ hay là đục lỗ, vì làm như vậy thì tài vận không tụ được. Trong những trường hợp không thể đặt bàn thờ dựa lưng vào tường, do phải chọn hướng thì cần phải tạo vách để tránh góc nhọn sau lưng bàn thờ và giúp bàn thờ nằm vững chắc. Hai bên trái, nguyên tắc là từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa, thường là bàn thờ thần tài, thờ chung với ông thổ địa. Ở giữa hai ông là một hũ gạo, một hũ muối, một hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới được thay. Giữa bàn thờ đặt một bát nhang và cần tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ. Lò hoa được đặt bên tay phải, đĩa trái cây đặt bên tay trái. Hoa cúng thần tài nên là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, trái cây thì nên chọn ngũ quả. Xếp 5 chén nước thành hình chữ thập để tượng trưng cho ngũ phương và hành phát sinh, phát triển, ông cóc để bên trái. Ngoài cùng trên mặt đất nên chọn một cái bát hoặc là đĩa sâu, sứ hoặc là thủy tinh thật đẹp, đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt. Đĩa hoa này biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Bên trên bàn thờ thần tài thì có thể đặt thêm tượng Phật Di Lặc Phật Vương sẽ quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. Ngoài cách chọn vị trí đặt bàn thờ thần tài trong nhà thì các gia chủ cần lau dọn bàn thờ thần tài thường xuyên bởi vị thần này ưa thơm tho sạch sẽ. Chỉ có như vậy thì các vị thần mới phù hộ độ trì và mang lại tài lộc đến cho gia chủ. Những lưu ý tránh mất lộc khi thờ thần tài. Nhớ rửa thần tài bằng nước lá bưởi cho sạch trước khi đặt lên bàn thờ. Lau bàn thờ bằng nước hoa bưởi vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày 14 âm lịch và ngày cuối tháng. Khăn tắm cho thần tài và khăn lau bàn thờ phải sạch sẽ, không được sử dụng vào việc khác. Giữ thần tài sạch sẽ bằng cách lau rửa thường xuyên, không gian trước mặt bàn thờ phải đảm bảo sạch sẽ, quang đãng, tránh vết nhơ bẩn. Phía sau lưng bàn thờ thần tài phải là vách tường chắc chắn và kín để hội tụ được tài vận. Nên lựa chọn hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền để cúng thần tài, còn trái cây thì nên chọn ngũ quả. Khi cúng thần tài nên lưu ý dùng nước sạch và đảm bảo chén luôn được sạch sẽ. Cần lưu ý xếp 5 chén nước thành hình chữ thập tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát triển. Phía trên bàn thờ thần tài có thể đặt tượng Phật Di Lặc để giúp quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. Khi mới lập bàn thờ thần tài thì nên thắp nhang liên tục trong vòng 100 ngày để bàn thờ tụ khí.
Trong 100 ngày đó thì mỗi sáng chỉ cần thay nước và thắp một nén nhang. Những khi muốn cầu xin điều gì thì thắp 3 nén nhang theo hàng ngang. Những ngày rằm, mùng 1, ngày lễ, Tết, thắp 5 nén nhang theo hình chữ thập. Một năm chỉ đến ngày 23 tháng chạp mới rút chân nhang và đem hóa cùng với tiền giấy. Khi hóa xong thì nên đổ một chút rượu vào đám tro. Nên chọn loại nhang giữ được tàn để có bát nhang đẹp và tụ khí tốt. Nên đốt nhang cho thần tài vào buổi sáng sớm khi mở hàng vào buổi tối. Không nên đặt bàn thờ thần tài phía dưới hoặc là đối diện với gương, đèn, nhà vệ sinh, chậu rửa hay là nơi có quá nhiều ánh sáng. Không nên đặt bàn thờ thần tài phía dưới hoặc là bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Lộc cúng chỉ cho người trong nhà mà không được mang cho người ngoài. Khi thờ cúng thì nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy và bóng điện vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Bộ đồ sứ thờ thần tài không được xung khắc với bản mệnh của gia chủ. Ở bàn thờ thần tài thì nên đặt thêm tượng ông cóc để rước lộc vào nhà. Với khu vực trước tủ nên thờ một tô sứ đẹp, lòng nông, đổ đầy nước và rải hoa lên trên. Phong thủy bàn thờ thần tài vô cùng quan trọng, do vậy mà các gia chủ cần phải cẩn trọng khi lựa chọn kích thước, vị trí cũng như là cách bày đặt và hướng khi lập bàn thờ thần tài, ông địa. Bởi thần tài sẽ có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, làm ăn kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Thần tài chính là người trông coi vàng bạc tiền tài cho gia chủ. Hy vọng rằng những chia sẻ của Phong thủy may mắn sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Quý vị muốn theo dõi thêm những kiến thức về tử vi phong thủy, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!